Alo, mình là chuột túi bánh bao đây. Hôm nay là mình làm bảo mẫu cho bố Quyền. Quậy tung cái tin new one được ra nhá. Sau khi quét vé trên app Tin đi thì sẽ quét vé đi như này này, để vào cổng. Ôi trời, trông bà bao kìa. Do bánh bao cũng ưa vận động với lại chơi nhiều ấy, nên là mình đã chọn luôn cái gói siêu vé thần kỳ 6 tháng với 1.500 cành thôi. Hời quá nhở, chứ không giới hạn mà. Này lại cái vòng tay đa năng này, bố mẹ nạp tiền vào để con chơi tùy thích mà không bị lỗ. Rồi vòng quanh ngựa gỗ gecko đấy, hai bé nhà mình chơi vui lắm. Nãy giờ là chụp vòng rồi đấy. Rồi nhìn mặt cái ông Quyền kìa, chơi đam mê luôn cả con. Ôi trời, còn gì đây? Cảm động câu chuyện bánh bao 3 tuổi dẫn Quốc Quyền 27 tuổi đi chơi nhà bóng. Ôi trời ơi, xe bác cháu đấy nhá, hỏng xe bây giờ. Tin New World ở Ion Long Biên này là vừa được nâng cấp trở lại đấy. Bảo sao lại có nhiều góc chơi hay ho thật đấy. À, cái khu này như kiểu là thám hiểm rừng rậm ấy. Bánh bao thì chắc là thích rồi, nên là chịu khó đứng xếp hàng ngay ngắn lắm. Này này, em thì em thấy anh chơi không sót chỗ nào rồi đấy. Rồi xong, riêng cái trò này thôi, hai bố con nãy giờ là 4 vòng rồi. Cái đam mê vẽ tranh này chắc ngấm vào máu rồi đấy. Lần nào đến đây cũng vẽ, vẽ xong thì đòi mang về nhà treo. À đây, cái chỗ này là cát mát lạnh luôn trời ơi. Mỗi cái trò suka thôi mà ngồi chơi hàng tiếng đồng hồ không chán. Ôi giời, mắt trước mắt sau là bà đánh bạo lên sân khấu quẩy rồi. Ô, cái khu riêng để tổ chức sinh nhật này. Ở cái khu này cuối tuần nào cũng có workshop đấy. Như hôm nay là đang có cái vẽ lồng đèn ông sao này. Người em gái thì vẽ rất tâm huyết. Người bố ngồi bên cạnh thì cũng muốn chơi lắm rồi đấy. Nhờ anh Quyền nhờ. À, mày hôm nay là sinh nhật cho 13 tuổi Tini đấy. Trời ơi, có siêu nhiều ưu đãi xịn lắm luôn. E hèm. Nào, hai bố con có ai muốn đi nữa không ấy nhở? Ôi, ok, cả nhà mình sang Tini Store chơi thôi. Nhìn trông ra dáng không chứ lệ. Ôi giời, mới rẽ trái rẽ phải được vài lần thôi mà hai bố con nó lượn được cả xe đồ kìa. Thôi, bạn đã đi mất thôi. Rồi rồi, bây giờ nhà mình về thôi nhờ.